Ai chà chà, hôm nay quả nhiên là một ngày đặc biệt nha. Buổi sáng hôm nay đó hả, mình cảm thấy là thời tiết đẹp hơn bình thường. Cũng như là mặt trời chiếu sáng trên bầu trời như thế này là mình cảm thấy thật là ấm áp và hạnh phúc các bạn ơi. Ôi, các bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Đúng rồi các bạn, hôm nay chính là ngày mùng 1 Tết đó. Yeah! Và chào các bạn nha, và mình chính là cây mặt cười hay còn gọi là cây chúa hề đó các bạn ơi. Thì hôm nay là video đầu tiên, đúng rồi đó, video đầu tiên của năm mới và là mùng 1 Tết. Thì mình xin kính chúc tất cả các bạn một năm mới thật là vui vẻ, cũng như là an khang thịnh vượng, tiền nhiều vô như nước nha. Và đặc biệt á, là những bạn fan nào mà là fan chân chính của mình á, những bạn fan nhỏ tuổi của mình hay coi mình làm video á, chúc các bạn sẽ có một năm mới là nghe lời ba mẹ hơn, học giỏi hơn, cũng như là đạt nhiều điểm cao nè. Và cũng như hạ làm cho ba mẹ mình vui lòng nhiều hơn nữa. Thì ok, hôm nay các bạn ơi, là hôm nay là ngày mùng 1 Tết á, thì chắc chắn là hôm nay mình phải sang nhà ông tiến sĩ Steve Nook để làm cái gì? Đòi tiền lì xì các bạn ơi, đúng rồi đó. Vì chứ năm nhất năm me, cho dù dính Covid đi nữa thì chúng ta cũng phải vui nhất á, là đi đòi tiền lì xì các bạn ơi. À, mà không phải đòi các bạn ơi, cái này người ta gọi là tùy tâm hảo lòng của người lớn thôi. Người ta, người lớn muốn cho mình bao nhiêu thì mình lấy, không nên đòi hỏi quá nhiều các bạn. Chỉ cần cho mình 10 ngàn, 20 ngàn thôi là mình cũng vui rồi các bạn ơi. Rồi thì ok, bây giờ trước khi hả mà chúng ta bắt đầu video này á các bạn ơi, nếu như các bạn là người mới tới kênh của mình đầu tiên á, đừng quên nha, hãy cho mình một nút đăng ký cũng như là một lượt like và một lượt chia sẻ. Đừng có quên nha, hãy nhớ nhấn vào cái chuông để có thể hả nhận được những thông báo mới nhất về video của mình ở trong tương lai, ở trong năm mới này. Và hãy bỏ ra khoảng từ 5 cho tới 6 ngày các bạn ơi, mình có tiền á, mình sẽ được những video hay hơn mà hay hơn nữa cho tất cả cùng coi nha. Yes, và thôi cùng nhau qua nhà ông tiến sĩ xin tiền lì xì được các bạn ơi, năm nhất năm tới nơi rồi. Đúng là mùng 1 Tết thiệt là vui quá đi à, trời đất ơi. Ôi, mùng 1 các bạn ơi, nhưng mà cái cửa nhà mình vẫn bị hư các bạn, bạn coi nè. Ê, cái cửa nhìn đúng là khổ ghê đó các bạn ơi, quá khổ luôn đi mà. Thôi kệ đi, hôm nay ngày đầu tiên của năm mới, Tết mùng 1 các bạn ơi, trời ơi, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình chưa có người yêu, ơi trời, mình chưa có tiền vô, rồi khổ ghê các bạn ơi, đúng là khổ thiệt sự luôn á. Thôi kệ đi, hôm nay mình đang có cảm giác hay lạ hả, nắng chiếu quá ấm áp các bạn ơi, phải kêu là quá đã luôn. Được rồi, bây giờ mau chóng tới chỗ nhà tiến sĩ để mà đi xin tiền lì xì các bạn ơi. Ôi, cái gì vậy? Tại sao tự dưng hôm nay mình tới nhà tiến sĩ nha mà chưa thấy gì hết các bạn ơi? Chưa thấy gì hết mà sao tiến sĩ? Ôi, đã mùng 1 Tết rồi mà tiến sĩ còn chưa dọn nhà xong hay sao vậy? Tự nhiên ở đây nè coi nè, mấy cẩu và mấy xúc và mấy gì từ lưa vậy ta? Rồi, thử ngồi lên chơi thử coi. Ngồi thử coi. Ê, gì không ngồi lên được, chị tiến sĩ này lừa đảo đó rồi. Ê, khổng khổ tiến sĩ ghê luôn á, trời đất ơi. Tiến sĩ, tự nhiên gì mới mùng 1 Tết mới ngày đầu tiên năm mới à, tiến sĩ chưa dọn nhà xong gì hết, để gì đâu ở đây một đống đồ vậy? Này nào là mấy xúc nè, mấy cẩu, cần cẩu từ lưa tiến sĩ. Trời ơi chú em ơi, thì mùng 1 năm nhất nè, lộn, mùng 1 Tết là chú em, ta hả không chuẩn bị tiền lì xì cho chú em, cho nên là hôm nay hả tôi muốn tặng cho em một món quà thay tiền lì xì để chú em à. Hả, cái gì? Trời nghe vui nha, cảm ơn tiến sĩ nhiều nha. Tự dưng tiến sĩ muốn tặng quà cho con thay vì lì xì á, trời ơi càng tốt tiến sĩ ơi. Gì chứ tặng quà con khoái lắm tiến sĩ. Ủa, thì tiến sĩ hả, tính tặng con gì vậy tiến sĩ? Chú em ơi, từ từ rồi sẽ biết chú em à. Món quà này nha, món quà cực kỳ độc nhất vô nhị luôn chú em ơi. Chỉ có trong đây mới có được thôi chú em à. Còn hả, đáng giá gấp vạn lần tiền lì xì nữa chú em. Trời ơi, tiến sĩ nói vậy là con nôn với tiến sĩ ơi. Rồi rồi, tiến sĩ ơi, lẹ, tiến sĩ. Ê, từ từ. Muốn ăn hả, không làm mà có ăn, không làm mà ăn hả, không làm muốn có ăn hả, chỉ có ăn đất thôi hay chưa. Bây giờ tao muốn cho em phải mau chóng đi dọn hết đống cây cối này đi chú em. Nếu cho em dọn được á thì ok, tao sẽ bắt đầu thực hiện tặng cho em món quà này, hiểu chưa? Ê da, tiến sĩ ơi, năm nhất rồi, thương nộm năm mới rồi, thương con xíu đi tiến sĩ, tự dưng cứ bắt con đi làm hoài vậy. Ê, thôi kệ được rồi các bạn ơi, bây giờ hả chúng ta sẽ bắt đầu các bạn ơi. Mình sẽ dùng cái máy cẩu các bạn ơi, xúc này nè, đó. Mình xúc toàn bộ hết chỗ cây cối này luôn để tiến sĩ sẽ tặng quà cho mình các bạn. Ok, let's go các bạn ơi, vô nào. Ủa, mà sao lạ kỳ nha, nãy giờ mình cứ ấn hoài các bạn ơi mà không hiểu sao hả mình không đi vô cái xe được các bạn, có chuyện gì kỳ lạ vậy ta? Ê tiến sĩ ơi,
Tại sao tiến sĩ để đây một đống đồ hàng như vậy mà nãy giờ hả con không đi một cái xe đạp bay hả thầy tiến sĩ? Quên nói chú em một điều á, là hồi hôm qua đó ta mua cái xe này về ta chạy về chú em ơi, ta chạy về hồi hả lỡ hết xăng luôn chú em ơi, giờ nó hết chạy được rồi chú em. Trời đất ơi tiến sĩ ơi, vậy tiến sĩ không chịu đi mua xăng rồi dự trữ hả, cái gì mà tự nhiên mua xe về xong rồi chạy về đây không bỏ thêm xăng vô, bây giờ xe hết chạy được luôn hả tiến sĩ? Chẳng là chú em ơi, ta quên mất tiêu chú em à. Thôi em thông cảm đỡ đi, bây giờ hả chú em hãy dùng dụng cụ khác để mà chặt cây đi chú em à. Hả, dụng cụ khác dùng gì giờ tiến sĩ? Bây giờ cho em hãy mau chóng nhắn cho người của ta đi cho em biết liền à. Ok ok, để con vậy. Hả, dụng cụ đánh lửa, rồi hiểu luôn. Vậy là tiến sĩ muốn mình đốt cây các bạn ơi. Trời đất ơi tiến sĩ ơi, con sợ tiến sĩ thiệt luôn á. Hả, bây giờ phá rừng bằng cái này hả thì hả nó không văn minh. Tiến sĩ chơi tới việc kêu đốt cây luôn để mà nó văn minh hơn á. Trời ơi, hay đốt rừng còn ác hơn cái này nữa. Thôi kệ được rồi, bây giờ hả gì món quà cung tiến sĩ làm cho mình phải làm vậy thôi các bạn ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, bởi vì ông tiến sĩ quên đổ xăng cái xe rồi các bạn ơi, cho nên là phải dùng cái này đỡ các bạn. Rồi ok, bây giờ bắt đầu đốt các bạn ơi. Trời đất ơi, đốt từng cái vậy nè các bạn. Từ, em đốt lộn rồi. Ok ơi, đây. Đó, đốt các bạn ơi, đi cho cháy hết các bạn, khổ ghê luôn á. Rồi cháy đi. Trời các bạn ơi, này mới này mới mùng 1 Tết à. Mình đã đi bắn pháo bông các bạn ơi, này gọi là bắn pháo bông lửa các bạn. Trời ơi, mùng 1 Tết bắn pháo bông lửa các bạn, khổ ghê luôn á. Các bạn nào mà coi mình đừng bắt trước mình nha. Pháo bông lửa này nguy hiểm lắm các bạn, nhớ bắt trước, đừng bắt trước mình nha các bạn. Đây rồi, lấy thêm coi tiến sĩ ơi, tiến sĩ khổ tiến sĩ quá à. Đâu, còn lấy gì nhiều xíu. Rồi ok, pháo bông lửa bạn ơi, khổ ghê luôn á. Mà hả đốt hồi coi chừng đốt ngu trái nhà ông tiến sĩ rồi là phá hoại nha, ghê lắm nha, không được đâu nha. Rồi ok, để mình ráng làm cho hết các bạn ơi. Đây, không gì nhanh bằng việc dùng lửa để mà đốt các bạn ơi. Này gọi là chơi pháo bông lửa các bạn. Ngày mới mùng 1 Tết rồi chơi pháo bông lửa rồi, đúng là két đi này, đúng là điên khùng thiệt chứ. Rồi ok, tiếp tục nào. Rồi thôi, vì một tương lai tươi sáng để mà có món quà của ông tiến sĩ phải làm ngày rồi các bạn. Rồi ok, mình đã cảm giác rằng là ok rồi đó. Trời ơi, bắn bông lửa đốt chuỗi khu này luôn các bạn, quá đã luôn. Được rồi, bây giờ hả mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu kêu ông tiến sĩ vô tặng món quà xem như thế nào coi. Đây, đốt này đây. Ok rồi tiến sĩ ơi, có vẻ như là tạm thời bây giờ hả con đã lia hết cái bụng này của tiến sĩ đó, con chặt hết cây tiến sĩ ơi. Bây giờ tiến sĩ hay mau chóng hả con coi xem điểm cho con gì vậy tiến sĩ. Ok chú em ơi, hãy chuẩn bị coi rồi chú em. 3, 2, 1 bắt đầu nè chú em à. Ủa, gì vậy? Tiến sĩ biết mất tiêu rồi. Oh my god, bạn ơi, ông tiến sĩ mới mùng 1 Tết thôi, học được tuyệt chiêu ẩn thân kỹ thuật. Trời đất ơi, làm gì có các bạn. Hóa ra là tiến sĩ đang ở đây các bạn ơi. À rồi, vậy là mình hiểu rồi. Vậy là tiến sĩ đang bắt đầu xây nhà đó các bạn ơi. Có nghĩa hả là món quà thay cho lì xì mùng 1 của mình á chính là một ngôi nhà kim cương các bạn nghĩ như vậy đó. Đây nè, hay không? Đó, ông tiến sĩ bắt đầu xây một ngôi nhà kim cương rồi các bạn ơi. Tiến sĩ, vậy bây giờ phải làm gì vậy tiến sĩ ơi? Chú em hãy mau chóng vô nhà của ta đó để mà lấy đồ đi chú em ơi. Ở trong đó đó chú em, có đồ ăn trí đó chú em ơi, nhanh đi chú em. Rồi ok, để con. Các bạn ơi, bây giờ hả chúng ta sẽ vô nhà các bạn ơi và lấy ra những bộ đồ trang trí trong khi chờ đợi ông tiến sĩ tiếp nút của chúng ta xây ngôi nhà này các bạn. Ok, let's go nào. Vô. Ôi đây rồi, mình đã thấy hả cái gương may mắn của năm mới các bạn ơi. Hy vọng rằng cả năm của mình cũng sẽ may mắn như thế này các bạn. Ok, bắt đầu mở gương nào. Ôi, mình cứ tưởng là cái gì quan trọng các bạn ơi, hóa là những món đồ bình thường các bạn. Thôi kệ đi, tiến sĩ cho mình sẵn như thế này hả để mình sẵn được các bạn, chỉ đỡ mất công gọi là mình phải tìm làm từng cái. Và chúng ta sẽ có cái gì đây? Có gương Ender, có thảm, có giá để giáp, có khung vật phẩm, có giường, có tranh, có chậu hoa, có thảm, có ghe, có lò nung, có gương, có bàn chế tạo các bạn ơi. Nói chung là gọi là cũng ổn. Được rồi, thì bây giờ cho lúc này mình nghĩ là mình phải ngồi chờ đợi, ngồi chơi xơi nước xem là đợi ông tiến sĩ làm xong cái hả cái tòa nhà này để coi xem như thế nào các bạn ơi. Ok,
chúng ta cũng đang chờ đợi đó các bạn ơi. Chờ thôi nào, chờ thôi nào. Các bạn ơi, thì có vẻ như hả là ông tiến sĩ đã xây xong rồi các bạn. Coi nè, mình thấy khá là bự luôn á. Được rồi, bây giờ hãy cùng mình ra ngoài coi thử xem nha, là tiến sĩ hả đã xây cho mình cái gì nha các bạn. Let's go, đi thôi nào. Ui, ôi bự dữ vậy ta, cái gì vậy nhỉ? Mình nhìn thấy như một ngôi nhà các bạn ơi. Nhưng mà không các bạn. Wow, có vẻ như là tiến sĩ đã xây cho mình một ngôi nhà. À không, một lâu đài kim cương mini các bạn ơi. Tiến sĩ, vậy hả, đây chính là món quà mồm một Tết dành tặng cho con đúng không tiến sĩ? Chủng ngoài cháu em ai chẳng ngờ đã cháu em. Bởi vậy hả, ta không có mang nhiều tiền cho em ơi, nên ta quyết định tặng cho chú em một món quà cực kỳ lợi hại luôn. Đó chính là hả, một lâu đài kim cương mini đó chú em ơi. Vậy thì bây giờ lâu đài này chính là của em đó chú em à. Ôi cảm ơn tiến sĩ nhiều nha. Trời đất ơi, hồi đó đến giờ con mơ ước hả có một ngôi nhà, một lâu đài kim cương lâu lắm rồi mà bây giờ mới có được nè. Ôi quá đã luôn các bạn ơi, đây chính là lâu đài kim cương của mình. Nhưng mà nhìn nó có vẻ hơi thô một xíu các bạn ơi. Thôi kệ, không sao, có lòng của mình, tiến sĩ cho mình là mình cũng vui rồi các bạn ơi, có lòng rồi, được rồi. Được rồi, bây giờ hãy cùng nhau đi trong đây các bạn ơi, chiêm ngưỡng thử xem là cái lâu đài như thế nào nha các bạn ơi. Let's go đi nào. Rồi mở cửa vô. Chà chà, ở trong đây thì có vẻ như khá là nhỏ các bạn, mà thôi kệ đi. Gì chứ mình thấy hả, lâu đài làm bằng kim cương làm mình thấy giàu các bạn ơi, quá giàu rồi. Được rồi, bây giờ lên thử đây nha, lên đây nào. Wow, ở trên đây nha là nguyên cái sân thượng luôn các bạn ơi, cực kỳ bự, cực kỳ đã nha. Có cái này nha các bạn ơi, là mình sẽ dễ dàng kiểm soát toàn bộ khu vực quanh lâu đài kim cương của mình đó các bạn ơi. Nè, này làm vô bạn biết không, này để bắt cua bạn ơi, đó ghê không, này gọi đây là để tập luyện bắt cua các bạn đó. Ây trời ơi, gột các bạn ơi, thôi kệ đi. Được rồi, ok, bây giờ qua đây nào, qua đây nào. Ở đây cũng cánh cửa bạn ơi, mở cửa nào. Và đi lên đây nha, là mình sẽ tới một khu vực gọi là khu vực đài quan sát các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ như hả là mình chỉ quan sát được một khu thôi. Thôi kệ đi các bạn, mình nghĩ là mình sẽ sửa sang cái ngôi lâu đài kim cương này sau. Tạm thời hả, tiến sĩ tặng cho mình vậy là mình vui rồi. Đúng rồi, bây giờ mình nghĩ là mình còn phải trang trí một xíu các bạn ơi. Phải trang trí chứ, lâu đài kim cương mà không trang trí là xấu lâu đài nha. Không được. Rồi, trước tiên mình nghĩ là ở khu vực này hả, mình sẽ để đây là một cái lò nung nè, một cái đe nè. Qua đây nha, để các bạn chế tạo một cái gương như thế này. Và chưa hết nha, quan trọng nhất là gương Ender mình phải để kế bên đây các bạn ơi. Đó, để nó phát sáng các bạn ơi, kiểu như đây là gương gọi là gương bí mật bạn ơi, gương gọi là gương nghiêm túc á, gương cần thiết á, cái kiểu vậy đó. Rồi tiếp theo nào, ở đây mình sẽ ở đây là một cái đây một cái giá để giáp các bạn đó, và treo đây là một cái khung vật phẩm. Tại vì vậy bạn biết sao không, đây là chỗ lò nung này, đun đồi nọ á, thì chúng ta hả nên để ở đó khung vật phẩm các bạn ơi. Đúng rồi đó. Rồi tranh vẽ thì mình nghĩ là mình sẽ treo đây các bạn ơi. Đó, treo đây cho đẹp. Đấy, quá đẹp trai luôn. Và ở đây hả, mình sẽ lót thảm trắng các bạn ơi. Thảm trắng đó mình là sang nhất các bạn, nhìn rất là sang. Đó, thảm trắng nhìn rất là đẹp các bạn. Đây, đây quá đẹp luôn. Đó, thảm trắng là easy game, cực kỳ đẹp luôn nha. Đây, rồi, xong. Ê, trời, cái gì vậy? Đặt lộn các bạn ơi, bật bị lộn. Đó, tuy là nhà mình là làm bằng kim cương mà lót thảm nha, lót thảm trắng mới ngầu các bạn ơi. Đó, thấy sang không? Quá sang các bạn ơi, cực kỳ sang luôn. Và chậu hoa thì mình nghĩ là mình sẽ để trên đây các bạn ơi, đúng rồi đó. Chậu hoa hả, nên để trên đây các bạn ơi, để mình có thể gọi là hả chăm hoa cho bụng hoa của mình, để đây các bạn. Đó, thấy không, như kiểu là có một con bông hoa ơi, mà bông hoa này như bộ này là bụi hoa hồng các bạn ơi, không ở đây được. Tiến sĩ lại cho mình cú lừa các bạn ơi, thôi kệ đi, mình nghĩ là sẽ trồng quanh nhà của mình vậy. Và cái đầu đây, từ cái giường này, cái giường các bạn ơi, cái giường mình nghĩ là mình sẽ để ở ở đâu giờ người ta. Mình nghĩ là mình sẽ để kế bên cái gương Ender đi các bạn. Đó, vậy đi, cho mình hỏi cho nó hợp lý xíu các bạn ơi. Đó, rồi ok, bây giờ là cái đầu. Ở đây một cái đầu nè, đó, và ở đây một cái đầu nữa các bạn. Đây, quá đẹp trai luôn. Mà thảm xanh nước biển nhạt thì mình nghĩ là mình sẽ gọi là mình sẽ chay một xíu các bạn ơi. Ở trên đây nè các bạn, một xíu thôi. Đó, kiểu 1, 2, 3 như thế này thôi cho nó đẹp được rồi các bạn ơi, không cần nhiều đâu.
Đó, quá đẹp các bạn ơi. Và bây giờ qua bên đây cắm một vài bụi hoa hồng trước nhà đã làm một ngôi nhà đẹp đẹp coi, là một lâu đài kim cương đẹp đẹp trai coi. Rồi ở đây 1 2 3 à, 1 2 à, 1 2 à, các bạn ơi, vậy là quá ok, quá đẹp rồi các bạn ơi. Công nhận nha, mới đầu năm thôi các bạn ơi đã được ông tiến sĩ tặng cho nguyên lâu đài kim cương, quá đã các quả các bạn ơi, thay cho món quà lì xì các bạn, nói chung là quá ok luôn rồi. Thì rồi các bạn ơi, năm mới á, chúc bạn rất là nhiều thành công sức khỏe nha. Thì bây giờ mình phải tạm thời dừng đây các bạn. Nếu thấy video này á, hãy cho mình một lượt like nha. Và các bạn ơi, nếu mà chưa giúp mình nha, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký cho bạn rất là nhiều nha. Và chúc mừng các bạn năm mới vui vẻ nha. Bye bye. Yeah.